Trưa 12 tháng 12, từ sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội, đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đi đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Nhật Tân, đường Võ Chí Công, vành đai 2, đường Láng, Trần Duy Hưng qua Trung tâm Hội nghị Quốc gia về khách sạn JW Marriott Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính ra sân bay quốc tế Nội Bài đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc thăm Việt Nam. Đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đại diện các tầng lớp nhân dân Việt Nam và người Trung Quốc tại Việt Nam nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, phu nhân và đoàn đại biểu Trung Quốc. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ 3 của đồng chí Tập Cận Bình đến Việt Nam trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đến Việt Nam sau đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một năm sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra từ 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai bên được nâng cao, góp phần củng cố quan hệ chính trị giữa hai đảng, hai nước. Các chuyến thăm, trao đổi cấp cao và các cấp được tổ chức thường xuyên.